Đắk Nông hiện có 9 cơ sở chế biến điều đã đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ. Tổ chức Mai Sơn trên cam kết tài trợ 2,5 triệu đô la để hỗ trợ các đối tượng yếu thế ở Đắk Nông khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người gây thương tích. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 26 tháng 11. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 9 cơ sở chế biến điều, phần lớn các cơ sở chế biến đã đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ để phục vụ chế biến hạt điều. Các cơ sở phân bố chủ yếu ở các địa phương như huyện Đắk Lấp, 4 cơ sở, Cư Rút, 4 cơ sở và Đắk Minh, 1 cơ sở. Thị trường xuất khẩu của các cơ sở chế biến điều chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, các nước châu Âu, Trung Đông với những đơn hàng ổn định hàng năm. Việc kiểm soát chặt chất lượng từ đầu vào cho đến đầu ra của hạt điều đã giúp các đơn hàng xuất khẩu tránh được những rủi ro khi thị trường có biến động. Trong năm 2011, Giá trị xuất khẩu hạt điều của toàn tỉnh chỉ đạt 107 triệu đô la. Đến năm 2020, giá trị xuất khẩu hạt điều đã tăng lên 450 triệu đô la, gấp hơn 4 lần so với 10 năm trước. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và tổ chức Mai Sơn trên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026 với việc dự án sẽ hỗ trợ tối đa 230 đối tượng yếu thế thông qua việc nuôi dưỡng, giáo dục, đào tạo và tạo việc làm, cải thiện sức khỏe, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Tổng kinh phí triển khai hoạt động giai đoạn 2021-2026 là hơn 58 tỷ đồng, tương đương với 2,5 triệu đô la do tổ chức Mai Sơn trên tài trợ. Tổ chức Mai Sơn trên là chủ đầu tư của dự án trung tâm bảo trợ xã hội nhà may mắn tại xã Đắc Xô, huyện Crono, được khởi công vào năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động năm 2018. Đến nay, trung tâm đang nuôi dạy và bảo trợ 187 người, trong đó có 135 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 30 trẻ em khuyết tật là các học sinh thuộc khối chuyên biệt, chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tin tức Đắk Nông cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, 26 tháng 11. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 11, Đắk Nông ghi nhận thêm 42 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 2 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương. 3 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 trường hợp về từ tỉnh Long An, 13 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 23 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Cụ thể, huyện Crono 29 trường hợp, huyện Đắc Minh 4 trường hợp, huyện Cư Rút 1 trường hợp, huyện Đắc Song 1 trường hợp, thành phố Gia Nghĩa 1 trường hợp, huyện Đắc Gờ Long 3 trường hợp, huyện Tuy Đức 1 trường hợp, huyện Đắc Lắp 2 trường hợp. Nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 2.189 ca sở thông tin và truyền thông đắk nông đã có văn bản đề nghị các cơ quan địa phương trên địa bàn đẩy mạnh việc phổ biến hướng dẫn các chức năng cài đặt sử dụng ứng dụng pc covid và quét mã qr để các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế và quét mã qr khi ra vào các điểm công cộng phương thức hướng dẫn gồm đăng tải trên cổng hoặc trang thông tin điện tử trang fanpage của đơn vị tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở hệ thống màn hình bảng điện tử, triển khai nhắn tin trên Zalo và tin nhắn. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả công sở của cơ quan, đơn vị của nhà nước, trụ sở của các tổ chức, doanh nghiệp, các địa điểm công cộng khác phải khai báo địa điểm kiểm dịch, niêm yết mã QR tại nơi ra vào, cử người theo dõi, kiểm tra và yêu cầu tất cả người ra vào địa điểm phải mã QR bằng ứng dụng PC Covid. Ngày 26 tháng 11, lãnh đạo công an huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông cho biết Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng là bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB cùng chú tại huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 16 tháng 11, đội bảo vệ cử gần 20 nhân viên bảo vệ đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện gió ở thôn Ba, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe công ty điện gió chở thiết bị vào đến gần chân trụ điện thì có một số người dân kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản, yêu cầu người dân đi ra khỏi khu vực thi công nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Trong đội bảo vệ có 6 người xảy ra xô xát với người dân. Hậu quả, làm hai người bị thương là ông Nguyễn Văn Mạnh, người dân và Trần Văn Duy, bảo vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đồng thời mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đến đây Thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.